Bớt chưa đúng nè, dễ lắm, Viên chỉnh cho. Ở tập trước Viên đã chỉ lỗi sai của chân, thì ở tập này Viên sẽ chỉ những lỗi sai thường gặp ở tay ếch nha. Lỗi đầu tiên mọi người hay gặp trong quạt tay ếch là: thứ nhất, quạt tay sâu xuống bụng. Thì khi mọi người quạt tay sâu xuống bụng á, mọi người có thể là đi rất là nhanh, nhưng mà lúc mình đưa lên trở lại thì bị cản nước. Cách khắc phục là mọi người sẽ quạt ngang vai và sau đó là ôm tay, hai tay chắp trước ngực và đưa thẳng tay về phía trước. Lỗi thứ hai là lỗi không thẳng tay và thở chậm. Là mình quạt tay ếch nhưng mà mình lúc mà mình duỗi thẳng ra, tay mình chưa có thẳng thì nó rất là bị cản nước, và khi mà mình lấy hơi á là mình lấy hơi rất là chậm thì mình sẽ dễ bị uống nước. Cách khắc phục là mọi người vừa tách tay ra là mình sẽ ngước đầu lên lấy hơi, và khi mọi người kết thúc mọi người nên phần phải duỗi thẳng tay ra. Lỗi thứ ba là lỗi quạt tay cao trên mặt nước. Thì lỗi này á, mọi người ôm tay trên mặt nước thì mọi người sẽ không bắt được nước, thì từ đó mọi người sẽ không cảm giác được nước và ôm nước để mà đẩy người về phía trước. Cách khắc phục là mọi người nên nhớ là lúc nào hai cái bàn tay của mình á, cũng phải ở dưới mặt nước để mà quạt tay.